Em xin chào thẻ các bác nhé. Các bác đang theo dõi kênh Hàng Nhật Bãi Tới Dương cùng với là tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Bác nào mà quan tâm đến mã sản phẩm nào trên cửa hàng Tới Dương thì nhấc máy liên hệ với em. Và cũng như là thường lệ, em sẽ lên cho các bác những chiếc lồi cơm điện và những chiếc quạt điện để chào đón một mùa hè nóng lực. Và hôm nay thì em sẽ lên chi tiết từng dòng sản phẩm và từng mã sản phẩm một. Bác nào ưng mã sản phẩm nào thì nhấc máy liên hệ với em nhé, để cho các bác lựa chọn. Có bác thì đam mê về dòng quạt nhiệt nội địa, có bác thì là đam mê về lồi cơm, thì hôm nay em sẽ lên cho các bác một cặp đôi lồi cơm hàng đấu giá đẹp xuất sắc, một chiếc Juji đời 2017 và một chiếc Bala Cốc đời 2018. Hai chiếc này thì em cũng sẽ lên sóng và báo giá luôn để cho các bác quan tâm thì alo cho em. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu luôn các bác là chiếc Juji 2017 các bác nhé. Chiếc này là hàng đấu giá để em quay cho các bác. Chiếc này là màu cà phê rất sạch và đẹp nhé các bác nhé. Tất cả mọi chi tiết cũng như là từ thân vỏ cho đến mọi chi tiết để em bao luôn cho các bác là không bể vỡ, không có bị móp méo hay là hàn gắn lại nhé, nên các bác cực kỳ yên tâm. Và những dòng sản phẩm đều có chất lượng, và với cửa hàng em là luôn luôn đặt mục tiêu là chất lượng lên hàng đầu, và giá cả thì tất nhiên là nó sẽ theo cái độ đẹp và chất lượng của nó, nên là các bác quan tâm thì là alo cho em. Đây, về hình thức của chiếc này thì là rất là ok, và tất cả các dòng sản phẩm trên cửa hàng em các bác chú ý là đều sử dụng điện 100V các bác nhé, nên là tránh rất nhiều bác rất hay là bị nhầm, nên là em cứ nhắc trước vậy. Và chiếc này thì vì sao nó lại rất là mới. Đấy, những chiếc hàng đấu giá thì các bác được nhìn thấy luôn. Thứ nhất là cái phần gioăng và lắp hơi nhé, đây là mới tinh luôn nhé. Chiếc này là gần như là hàng chưa qua sử dụng, tức là nó gần như là chưa sử dụng nên nó mới như vậy. Nên là các bác xem những chiếc mà hàng bãi họ bán ở trên thị trường ấy, thì các bác biết ngay nó ra sao và nó như thế nào. Thì tất nhiên là tiền nào thì của đấy thôi, nhưng mà các bác muốn những chiếc đẹp và có chất lượng thì là quan tâm đến những dòng phẩm đẹp thì alo cho em. Các bác nhìn nhé, mới tinh từ cái lắp hơi và phần gioăng. Đây là em cho các bác xem, rất là ok, phần nắp hơi này nó cực kỳ là ok rồi. Thì các bác không còn một cái điểm gì để mà ấy nữa. Và bao zin toàn bộ cho các bác nhé. Chiếc này thì có giấy hướng dẫn sử dụng, em đã có ra giấy hướng dẫn sử dụng luôn rồi. Các bác nhìn nó mới cứ mức độ là chiếc xoong là gần như là họ chưa một lần nấu cơm. Nên nó ống cực ống luôn. Đây các bác nhìn hình thức bên ngoài này. Rồi. Xoong xiếc này, rất là ok luôn. Ống mướt mượt luôn này, các bác nhìn. Em quay rất gần nhé. Và chiếc này chỉ có nhấc ra nhấc vào thôi, chứ chưa, gần như là chưa qua sử dụng nên là nó mới như vậy. Để các bác nhìn, cực kỳ là óng ánh luôn. Mà em quay là rất chi tiết và rất bài bản và rất là từng chi tiết một, để cho các bác khi các bác mua sản phẩm là các bác cực kỳ là yên tâm. Nên là các bác miễn phải lo lắng bất kể một cái điều gì. Và hình thức cũng như là tất cả khe kẽ của nó là rất là ok luôn nhé các bác nhé. Đấy, chiếc này thì em cũng giới thiệu luôn, chiếc này là sản xuất năm 2017. Đấy, và tất cả các chức năng là em bao cho các bác là nguyên zin nguyên bản và hoạt động ok các bác nhé. Đấy, chiếc này thì cửa hàng em hiện đang bán ra với giá là 3.300.000 đồng. Bác nào muốn sở hữu cho mình thì alo cho em. Còn các bác muốn mua hàng rẻ, có hàng rẻ nhé các bác nhé. Đây là các bác ưng thì là các bác alo cho em. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác một chiếc Bala đời 2018 để cho các bác xem về cái độ mới, độ đẹp của chiếc Bala 2018 này nhé. Chỉ có thích làm hàng đẹp, hàng mới thôi. Và hàng có chất lượng. Đây là một chiếc Bala đời 2018. Đấy, chiếc này thì gần như là cực kỳ là ok rồi. Bao thân vỏ không bể vỡ, không chảy xước, không móp méo, và các bác được nhìn cả hình thức và dáng vẻ độ đẹp nhé. Rất nhiều bác đam mê, các bác biết luôn.
chơi cái đồ này thì nó có những chiếc nó mới mà nó đẹp thì là thì các bác không có tội gì mà phải đắn đo cả. Đấy. Chiếc này cũng hệ cao tần IH và có đèn là Eco Vina và tất cả các chức năng là em bao luôn, hoạt động ok nhé, và chiếc này nó mới cứng cựa luôn. Các bác nhìn. Mới cứng cựa luôn. Để các bác nhìn. Đấy, từ cái gioăng và những chiếc này là gần như là người ta ít cực kỳ là ít sử dụng luôn, nó mới mới như vậy. Hàng lướt thôi. Hàng lướt nhẹ đấy nhá các bác nhá. Và các bác nhìn này, từ cái khe kẽ, từ cái ấy này, phần lốc này, mới sáng choang hết nhá. Đấy, các bác nhìn nhá. Thành vách này, thành vách. Xoay gương hết nên là em nói luôn là tiền nào thì của đấy thôi. Còn các bác muốn sở hữu những cái dòng sản phẩm rẻ tiền thì cái đấy là quyền của các bác. Còn em là em bán là hàng của em là cứ hàng đẹp, chất lượng. Bác nào ưng thì là alo cho em. Các bác nhìn cái son của nó mới tinh luôn. Và lòng của nó gần như là không có một tì vết gì. Đấy. Mà lấm tấm là full kim cương là óng ánh luôn. Son này, son VIP luôn nhá. Son VIP luôn các bác nhìn. Nhá. Không một tì vết, không một vết sầy, vết xước hay là bất cả một cái gì mà nó mới tinh luôn. Đã đời 2017 2018 là bắt đầu lên son đen rồi các bác nhé, son pha màu có màu đen rồi nhé, nên là các bác chơi đồ thì các bác mới biết được, còn son VIP thì nó mới có như những chiếc son như này các bác nhé, nên đời đời cao rồi. Đấy. Hãng Ba La là nó vậy, nên là các bác phải là các bác cứ thực sự là trước khi đến với cửa hàng em, mà trước khi muốn mua hàng thì các bác có thể tham khảo trên thị trường nhé, hoặc là alo cho em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác về tất cả các dòng như lồi cơm điện hoặc là quạt điện đấy các bác nhé. Chiếc này thì là cửa hàng em đang bán ra với giá là 5 triệu đồng, bác nào muốn sở hữu cho mình thì alo cho em nhé. 2018 là hàng gần như mới tinh và gần như chưa sử dụng. Và bây giờ em sẽ lên nhanh về tất cả các những chiếc quạt ở trên trên cửa hàng em nhé, để cho các bác nào mà ưng dòng phẩm nào thì alo cho em. Giới thiệu với các bác đây là một chiếc Mitsu mang mã là 246 và hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 2 triệu đồng. Vì sao chiếc này nó lại có giá trị và cũng là đẹp như vậy? Các bác nên nhớ chiếc này là chiếc mặt lồng là mạ inox. Các bác em sẽ quay cho các bác chi tiết về cái lồng của nó rất là ok, rất là đẹp. Logo là cực kỳ là ok luôn nha các bác nhé. Logo Mitsu. Màu vàng đồng. Và led căng luôn. Đấy. Cánh đẹp, cánh típ. Đấy. Xong nữa là thân thủ cũng như là biểu tượng logo. Mặt này là mặt mặt nhôm nhé các bác nhé. Đấy. Chiếc Mitsu này là mặt nhôm, hai đường băng. Đây là hai đường băng. Đấy, và bốn số đồng hồ hẹn giờ. Chiếc này là về thân thủ rất là ok và rất là đẹp nhé các bác nhé. Này là mặt nhôm này. Thân thủ đẹp này. Chiếc này nó có giá trị. Chiếc này là cổ sắt các bác nhé, cổ sắt này. Lúm khóa là sắt, cổ sắt. Bầu là bầu nhựa, lồng sau là lồng xi. Nhưng mà riêng cái chất của cái dòng này thì rất nhiều bác đang sử dụng rồi. Các bác rất là cảm thấy rất là ok. Các bác dùng cực kỳ là hay và cái dòng này nó chất nên là đấy. Dây điện thì còn rất là sáng và mới nha. Đây này các bác nhìn này, dây điện rất là ok luôn. Những chiếc này là tuổi đời rất là cao ấy, không phải là đấy đâu. Nó dòng Mitsu, nó dòng này dòng cổ rồi. Và cổ cánh là em bao luôn, cũng như là các bác nhìn ốc kiếc của nó này, ốc của nó này. Đây em quay cho các bác để các bác xem phần ốc của nó này. Cánh ốc đẹp, bầu đẹp. Đấy, chiếc này thì đã có giá là 2 triệu đồng. Đấy là bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Hôm nay em sẽ lên rất nhiều chiếc ấy, nên các bác chú ý theo dõi nhé. Em lên hôm nay em lên nhiều để cho các bác lựa chọn cho mình. Và chiếc tiếp theo là một chiếc Mitsu. Đây các bác nhìn đây, chiếc này nó mới mức độ mới mới long lanh luôn. Có nhìn nhé. Chiếc này cũng có giá là 2 triệu đồng.
giá 2 triệu đồng nhưng mà nó mới như này thì không sở hữu thì là rất là phí vì là chiếc nó quá mới luôn. Đây, các bác nhìn thấy cánh 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 rêu xanh rêu đấy, mới kính con luôn, thân thủ bóng liễng như miệng luôn. Và đế giày, chiếc này là cái dòng dòng đế giày các bác nhé, dòng của nó đế cực dày luôn, bốn số màu sắc tăng dần này. Thân cột đẹp óng ánh luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, thân bầu, thân cổ, cổ cánh là ok hết nhá, tem mác mới tinh hết nhá. Đấy. Rất là ok luôn. Thân cột bao luôn là không có bị trầy xước hay là bị hàn gắn lại nhá các bác nhá. Những chiếc này thì em bao luôn. Bầu đẹp. Lồng trước là lồng mạ inox, lồng sau là lồng si nên là logo thì mới tinh, tất cả là lồng cũng mới hết. Đấy, chiếc này cũng có giá là 2 triệu đồng, bác nào muốn sở hữu cho mình thì alo cho em báo luôn như thế để cho các bác nó dễ. Và em lên tiếp theo cho các bác đó là một chiếc Lationa. Đấy, chiếc Lationa này, chiếc Lationa này logo mới tinh, lồng mè đẹp, lồng si, thân thủ đẹp các bác nhá, màu xanh nõn chuối và cánh rêu, các bác nhìn cánh cánh lưỡi rìu cánh rêu nhá. Đấy, các bác nhìn thì các bác biết luôn số siếc đẹp. Đấy, tất cả là đẹp hết, chiếc này là gần cũng gần như là mới luôn, các bác nhìn này không có một tì vết nào nhá. Đấy, để cho các bác xem, và cũng là vì là một cái clip rất dài thì em sẽ quay cho các bác rất chậm và một chút thôi để các bác còn đam mê thì lựa chọn cho mình. Chiếc này là màu xanh lõn chuối rất là đẹp, cũng như màu cánh của nó là xanh rêu nên là rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến chiếc Lationa này màu cánh rêu này để sở hữu cho mình thì alo cho em. Chiếc này có giá là 1 triệu 900 nghìn đồng nhá, mang mã số là 248. Bác nào mà quan tâm thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho để các bác lựa chọn. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác đó là một chiếc quạt bàn. Chiếc quạt bàn Sanzo này. Chiếc này thì là cũng có sải cánh là 30. Và chiếc này thì là gần như là mới tinh luôn, các bác nhìn này. Mới tinh luôn, hai đường băng lép căng. Và những chiếc này thì các bác mà để trong phòng ngủ hoặc là nhà có trẻ nhỏ ngủ để trong phòng ngủ hoặc là để chơi, nó vì nó quá là đẹp nên là có thể là cũng đã để được sưu tầm rồi, rồi để chơi rồi, hàng cực chất luôn. Đấy, các bác nhìn cái logo mới tinh luôn. Đấy, đẹp nhá, những chiếc này là cực kỳ là ok, đều cũng là sải cánh 30. Và thân thủ của nó đây, em quay cho các bác để các bác xem. Và giá thì rất hợp lý, cực kỳ là hợp lý luôn, để các bác lựa chọn cho mình. Bầu đẹp, tất cả đẹp hết nhé. Đấy, riêng cái dòng sản phẩm này thì của nó thì cực kỳ là chất rồi, tuổi đời cũng tương đối là cao. Đấy, vì là những cái dòng quạt Nhật nội địa này là tuổi đời nó rất là cao và nó có chất lượng. Bao tất cả cổ cánh và là ok hết. Chiếc này có giá là 1 triệu 350 nghìn. Giá tất cả các mặt hàng cũng như sản phẩm của em là giá bán tại cửa hàng nhé, chưa có phụ phí gì kèm theo. Đấy, bác nào mà quan tâm đến chiếc mang mã số 250 này thì alo cho em. Và bây giờ em sẽ lên tiếp theo các bác chiếc tiếp theo. Những chiếc quạt mà có giá trị và cũng là tương đối là đẹp thì là các bác cứ theo dõi và các bác có thể ưng chiếc nào thì alo cho em. Chiếc này mang mã số là 251 và có giá là 1 triệu 800 nghìn đồng. Các bác nhìn đây, chiếc cánh màu xanh rêu này. Đấy, rất là đẹp luôn và đẹp gần như là mới luôn. Những chiếc như này thì các bác không sở hữu thì còn chờ đợi gì nữa, vì là các bác xác định là không bao giờ có rẻ, mà đã có rẻ thì hàng chắc chắn là nó sẽ không bao giờ được đẹp như thế. Đấy, vì là các bác có thể mua những có những chiếc họ bán ra với giá có thể là em cứ cho là có thể là rẻ hơn, nhưng mà các bác không bao giờ tìm được chiếc đẹp như vậy.
rẻ mà đẹp thì không bao giờ có, nên là xác định như vậy. Và những cái giá tất cả mọi cái khi bọn em đấu giá về là em đã căn nghe, mỗi một chiếc là có thể là được 100-200 là để các bác có thể sở hữu được. Đấy, chiếc này thì cửa hàng em đang bán ra với giá là 1.800.000 đồng nhé, mã số là 251. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác lại một chiếc tiếp theo nữa, đủ các chiếc để cho các bác lựa chọn cho mình nhé. Bác nào ưng chiếc nào thì là alo cho em, đủ các thương hiệu, cũng như là chiếc này là chiếc Toshiba, chiếc này là mã số là 252 và cũng có giá là 1.800.000 đồng. Chiếc này hai đồng hồ 4 số các bác nhé, cánh màu tím biếc, logo đẹp đấy các bác nhìn, chả phải gì cả. Các bác thích thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho, vì là một cái clip nó rất dài. Đây là hôm nay em sẽ lên cả gang sắt lẫn quạt bình dân để cho các bác lựa chọn nhé, rất là ok, rất là đẹp luôn. Đấy, chiếc này là cũng có chỉ có giá 1.800.000 đồng thôi. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác những chiếc mà có chất lượng mà có giá trị một chút, như đây tiếp theo lại là một chiếc mang mã số 254, chiếc này là chiếc Sandro cánh mật nhé. Đây có những bác mua những con cánh mật họ bán thì rất rẻ thôi, nhưng mà để alo cho em là về thì nó lại bị gãy cổ đấy, thế thì rẻ thì bây giờ thì thành rẻ quá. Em sẽ bao cho các bác tất cả về cổ cánh rồi tất cả mọi chi tiết nhé, nên là các bác cứ thoải mái thôi, tất cả của nó là rất là ok, rất là đẹp đấy. Nói luôn với các bác là sẽ bao cho các bác tất cả cổ cánh này không bị có bị gãy nhá, nên là không bị lứt nhá, nên là các bác chú ý vào, nên là các bác mua hàng rẻ là chắc chắn nó phải có vấn đề đấy. Nên là các bác nhiều bác chưa để đi sâu vào cái vấn đề đó, nên là các bác còn 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 gặp rất nhiều khó khăn khi mua mua phải rồi, vấp phải là các bác rất là mệt. Đấy. Rẻ nhưng mà nó phải có giá trị của nó, nếu rẻ mà là rẻ về không sử dụng được thì cũng là vứt đi. Đấy. Chiếc này thì là mang mã số là 254 và có giá là 1.900.000 nhé, 254 và có giá là 1.900.000, nên là bác nào quan tâm thì alo cho em. Và bây giờ em sẽ lên những chiếc tiếp theo là những chiếc đều có giá trị trên khoảng trên 3 triệu một chút để các bác lựa chọn cho mình. Bây giờ em sẽ lên những chiếc gang sắt. Đấy. Chiếc này là chiếc tô răng vổ đế vân gỗ, số phím bấm bấm Meca và các bác nhìn chiếc là nó mới vẫn ở mức độ như này chưa. Những chiếc như này em cũng nói luôn, nếu hàng bãi thì họ chưa vệ sinh họ cũng bán tầm khoảng 2 triệu 6 đến 2 triệu 7. Nhưng các bác biết là những cái hàng mà nó đã chưa vệ sinh và nó chưa làm chuẩn chỉ cho các bác thì các bác mua mua rẻ nhưng lại hóa đắt, về các bác phải làm toàn bộ, kể cả là nó lỗi nhiều cái vấn đề, nhưng chúng em bán ra là bán bảo đảm về chất lượng và tất cả chức năng, mọi chức năng là bọn em bao hết zin nguyên bản và chạy hoạt động ok đấy. Nên là các bác có mua hàng các bác chú ý nhé, chiếc này nó cực kỳ là chất và cực kỳ là ok, gang sắt toàn bộ nhé các bác nhé, mặt là mặt mặt nhôm nhé, nhôm vân gỗ nhé. Đây này các bác lên là các bác biết là những chiếc mới chiếc đẹp thì các bác biết rồi. Chiếc này thì em cũng đã lên sóng rồi, bây giờ em chỉ lướt qua thôi. Còn các bác mà ưng thì là alo cho em thôi. Vì là em bán là em nói luôn là hàng của em là nó khác và nó đẹp thì em sẽ bán với giá đẹp thôi. Còn các bác thích những cái chiếc ấy thì bảo họ quay chi tiết cho, gửi video chi tiết như em đang làm cho các bác này, từ cái dây dọ rồi từ cổ cả cánh này, các thứ nhé, để cho nó đỡ công bằng với những người mà bán hàng có chất lượng và những dòng sản phẩm mà chưa chưa qua vệ sinh, thì để cho nó cân bằng đấy, để cho nó biết làm sao là mọi thứ là
nó phải khác nhau về giá trị, nó khác nhau về đồng tiền thì đương nhiên nó phải khác nhau về giá trị rồi. Đấy, chiếc này là mang mã số là 255 và cửa hàng em đang bán ra với giá là 3.800.000 đồng. Bác nào muốn sở hữu cho mình những chiếc đẹp mới như này thì alo cho em nhé. Và tiếp theo là một chiếc mang mã số là 256. Chiếc này là chiếc Toshiba. Các bác nhìn nhé, lồng trước là lồng mạ inox, lồng sau là lồng xi. Cứ giới thiệu luôn đấy rồi các bác có dễ. Đều có sải cánh là 30 và chiều cao là 90. Chiếc này là mang mã số là 257 các bác nhé. Vừa cũng là dán nhầm mã số thôi. Chiếc này là mang mã số là 257 và một chiếc Toshiba cực kỳ là đẹp luôn. Đây là em đã quay video và thực tế về chiếc quạt mà em báo giá cũng như là về hình thức cũng như là về độ đẹp như thế nào thì là em đã đang cầm máy và cũng đang quay thực tế để các bác được nhìn thấy cái hình ảnh cũng như là chiếc quạt này nó không thể là chiếc thay đổi do về những cái chiếc khác được, nên là các bác cứ đúng mã số và đúng hình thức trước khi các bác chốt hàng, em sẽ gửi hình ảnh của chiếc quạt đó cho các bác để các bác khi nhận hàng là các bác cảm thấy cực kỳ là ok nha các bác nhé. Đây là các bác được nhìn thấy luôn và độ đẹp hay là độ mới của nó như thế nào thì em cho các bác xem luôn. Đấy, chiếc này hai đồng hồ 4 số. Đấy, nút nhấn lên xuống này. Đấy. Và tất cả mọi hình thức kể cả bề mặt, thân cột, đấy, cũng như trước sau. Đấy, bao không bể vỡ, gần như là lành lặn. Nói chung là những chiếc này là gần như là rất là ok. Cổ cánh là em bao luôn là cổ cánh cũng không bị lứt, cũng không như là không bị bể vỡ nhá, không bị bể vỡ. Đấy. Chiếc của nó là rất là ok luôn, tức là bị vỡ là không có. Đấy. Bầu biếc đẹp. Đấy. Bầu biếc là ok, cánh cổ đẹp. Đấy. Chiếc này thì bác nào quan tâm thì chiếc này em bán ra với giá là 2.200.000 đồng nhé. Đấy. Không cần các bác cứ nhìn thấy là các bác đã thích rồi. Và bây giờ em lên cho bác một chiếc tiếp theo, đó là một chiếc mang mã số là 256 và có giá là 3.300.000 đồng. Đây là một chiếc tô cánh khói nhá, màu lông chuột. Nói chung là cánh khói hoặc màu lông chuột đều là được gọi như là như nhau. Nó là một dòng cánh độc cánh hiếm, nên là thân thủ đẹp, gang sắt, mặt là bọc nhựa giả da. Mặt là bọc nhựa giả da, phím số là bọc Meca, phím là bọc Meca, hai đồng hồ túp lăng cáp các bác nhé. Và có cần gạt thu dây, thân gang sắt, mặt trước là Meca và nút nhấn lên xuống là làm bằng trước. Con này là cực độc và lạ luôn. Thân cổ là gang sắt. Đấy, em sẽ bao cho các bác lành tít luôn. Mặt trước là lồng xi, đằng sau là dòng xi nhũ và thân cột gang sắt, đế sắt, cần gạt thu dây đây. Đấy. Con này là cực kỳ ok, mặt là bọc nhựa giả da nhé các bác nhé. Dây dọ là còn rất là ok. Đấy. Bầu đẹp, nói chung là quy lại là chiếc này là bao luôn là mọi chức năng cũng như là chất lượng. Chiếc này là có giá là 3.300.000 đồng nhé các bác nhé. Và bây giờ em sẽ lại lên cho các bác, đó là một chiếc tô đít cong, đó gọi là tô đít cong. Thì những cái dòng phẩm này thì em nhắc lại thôi, vì những chiếc này là em đã lên sóng rồi. Chiếc này mang mã số là 258 và cũng có giá là 3.300.000 đồng. Chiếc này là cánh là màu tím các bác nhé, cánh màu tím. Thực ra là trong ánh điện thì nó không phản chiếu được hết cái màu tím của nó, vì chiếc này là cánh màu tím luôn các bác nhé. Logo đẹp. Đây em xoay cho các bác để các bác xem. Sáng óng ánh luôn. Lồng trước là lồng mạ inox nhá, lồng sau là lồng xi nhũ. Thân cột đẹp. Đấy, thân cột đẹp.
Thân cột đẹp, mặt là mặt này là mặt Meka, phím số bọc inox, đồng hồ nút nhấn lên xuống, thân cột và chiếc này là găng sắt toàn bộ và hình thức từ thân cột cổ bọc lốc. Đây là gọi là đít cong vì là nó có độ cong lên, gọi là như vậy. Và hộp đựng dây đẹp long lanh nhá các bác nhá, hộp đựng dây rất là ok luôn, các bác thấy rất là ok luôn. Viền inox sáng choang, cổ cũng sáng, cổ cánh này em bao cho các bác là lành tít luôn nhé, nên là các bác yên tâm tuyệt đối về tất cả cũng hình thức cũng như chất lượng đấy. Nên các bác miễn phải lo lắng về bất kể một hình thức chất lượng của chiếc này nhé. Chiếc này mang mã số là 258 và có giá là 3 triệu 300 nghìn đồng. Chiếc cánh tím này đấy, lên cho các bác để các bác lựa chọn cho mình. Còn em còn rất nhiều và cũng clip này em không thể là lên sóng hết được, và em cũng hôm nay em cũng sẽ lên cho các bác cũng là tương đối nhiều để cho đủ để cho các bác lựa chọn cho mình. Đấy các bác có những chiếc nó cực kỳ là đẹp này. Chiếc này mang mã số là 259 và cũng có giá là 3 triệu 300 nghìn đồng. Các bác nhìn chiếc Country Park này, chiếc này là đẳng cấp, đẳng cấp rồi. Gang sắt toàn bộ, thân cột rồi tất cả mọi cái, từ cái lúm xoáy là cái lúm lốc bọc sâu và độ đẹp, độ mới. Đồng hồ cát cũng mới luôn. Và mặt phím số rồi là mặt này là nước sơn rất đẹp, cực kỳ là ok luôn. Bọc inox viền hai bên, thân thủ đẹp nhé. Đây em quay cho các bác xem, nút nhấn lên xuống này và các thứ này từ thân cột thân kiếc là đẹp nhé. Đây là cái lốt bẩn thôi, lốt hơi hơi bẩn một tí thôi, đang lau đi là chắc nó hết rồi. Đây là cực kỳ luôn. Nếu nói những chiếc này nó đều có đều tuổi đời cao rồi mà nó hai ba cái ti gọi là nho nhỏ thì không có để ý làm gì cả, vì nó chất lượng gần như là chất lượng luôn, chất lượng luôn luôn đi với hình thức cũng như là độ đẹp, cánh đẹp, chóp đẹp. Các bác nhìn thấy chóp của nó, chóp sẵn này, đẹp cực kỳ luôn. Logo và còn đẹp nhá, mặt lồng sáng. Chung quy lại chiếc này là chất lượng rồi, nói chung là không còn để chê nó được một cái điểm gì. Thực ra là các bác được nhìn thấy thực tế em đang quay để cho các bác thì các bác biết rồi. Hàng tất cả đã làm gọi là gần như chi tiết hết rồi, các bác chỉ về chỉ việc cắm điện là chạy thôi. Đấy, còn bác nào có nhu cầu chuyển nguồn thì là mỗi một dòng sản phẩm thì là tùy theo các bác có nhu cầu chuyển nguồn thì em sẽ chuyển nguồn cho các bác nhé, và giá trị là theo sự thỏa thuận. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Chiếc này là mang mã số là 259 và có giá là 3 triệu 300 nghìn đồng. Và tất cả các dòng phẩm trên cửa hàng em, bác nào quan tâm đến dòng phẩm nào thì alo cho em theo số điện thoại 0975 067846 nhé. Zalo của em cũng là số điện thoại. Đấy. Hẹn các bác ở video clip sau.